Khi xưa Alibaba đi chọc bia à với hai thằng cha Alibaba à, Hôm nay Alibaba à, và nhà người ta chọc con người ta Ali à, lên phường Alibaba à, toang đi giày pha ke rất mạnh cục xương Ali à, phi vào tường Alibaba à, ra chợ hàng xong định lừa bà con bị bắt lại luôn Ali à, vô tù Khi xưa Ali Ba Tong mặc quần Doraemon mắc bệnh ngòi giom Ali Ba -tong. Cho nên Ali Ba đi thì phải lòng khom chống gậy Ba Tong lại càng nói rom Ali Ba Tong Khi xưa Ali Ba cầm một quả bom ném lên trời luôn Ali Ba Tong Ali Ba -tong, chưa kịp nằm xuống bom đã nổ luôn Ali vô hòm khi xưa Alibaba đi giày ba ta mới mua nghìn ba Alibaba hôm nay Alibaba vào nhà người ta dắt xe đạp ra bán cho siêu thị khi xưa Alibaba đi giày ba ta rách một phần ba Alibaba hôm nay Alibaba đi giày ba ta rách hai phần ba Alibaba khi xưa Alibaba mặc quần xì líp đứng trên tầng ba Alibaba Hôm nay Alibaba ra chợ hàng ra mua vải xì si sẽ ra làm ba Alibaba Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả Chứ phải tôi tôi đấm cho mấy nhát rồi